Còn bạn này á, thì bạn này bạn no rồi thiệt, thì bạn ăn cho vui. Đây là ca sĩ nè, không có gì hết, không có vấn đề gì, cứ ăn bình thường, có gì đâu. Thì mặc dù đó là đồ thừa nhưng mà không sao. Thì cái đó là sau khi chiến thắng xong thì nó là đồ thừa, thì em ăn cũng không vấn đề gì, anh sợ rồi cũng gấp cho em. Quỳnh Anh ăn nữa không? Quỳnh Anh rất nè, Quỳnh Anh rất là thật tình, tôi thích những bạn thật tình như vậy. Là từ từ muốn ăn ta nuốt, ta nuốt đã nuốt em không dơ kìa. Muốn ăn thì nói là muốn ăn đúng không, chứ không phải là muốn ăn rồi xong rồi nè mọi người nhìn nè, tôi vừa mới gấp cái chén trong chén của Phương Ly thì cái chén Phương Ly đầy lại vậy mà kêu muốn ăn.